Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ 7, ngày 23 tháng 12 năm 2017 của 12 con giáp. Theo tử vi phương đông của 12 con giáp, thân tị nhị hợp nên con giáp này phong lưu đa tình, gặp ai cũng vui vẻ hài hòa, dễ tạo được tình cảm tốt. Đường tình yêu hanh thông suôn sẻ, hễ là rung động với bất kỳ ai thì nhanh chóng tiến tới đi. Mối duyên này ông trời sẽ cho nên nhất định có thể như ý tương hợp. Biết đâu lại cùng nhau đi tới hôn nhân. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Tử vi ngày 23 tháng 12 năm 2017 cho biết tam hợp cục mang tới cho bạn nhiều may mắn, tránh được những tai ương rắc rối và đỡ đần điều cho khó khăn trong vận trình. Tuy rằng tuổi Tý không quá xuất sắc nhưng được quan tâm lưu ái nên vẫn được giành được nhiều thành công vượt qua ngoài mong đợi, thu hoạch được nhiều hơn so với cố gắng của bản thân mình. Thiên hỷ chủ việc hỷ xuất xuất hiện còn báo tin mừng về đời sống tình cảm. Có thể là bản thân chuẩn bị kết hôn, gia đình đón thành viên mới hoặc là trong nhà có người đi xa trở về, có việc đáng chúc tụng. Trong không khí rộn ràng tưng bừng, bản thân cũng cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, tâm trạng tốt, làm gì cũng thoải mái và thuận lợi hơn bình thường. Tuy nhiên, hôm nay có ngày có thất sát, sức mạnh không quá lớn nhưng cũng đủ khiến cho bạn gặp sự cố nho nhỏ làm tổn hại tới thân thể. Vì thế, bản mệnh nên tránh những hoạt động có tính mạo hiểm, tránh xuất hành đi xa và hạn chế di chuyển vào giờ cao điểm. Làm việc gì cũng cần phải tỉ mỉ cẩn thận hơn để bảo vệ an toàn cho chính mình. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, thân. Tử vi tuổi Sửu. Tử vi hàng ngày của người tuổi Sửu trong ngày có ngũ hành bản mệnh tiêu hao nên sức khỏe không tốt, dễ bị kiệt sức hoặc choáng váng. Lúc này bạn nên nghỉ ngơi thư giãn, ngủ một giấc thật dài để nạp năng lượng cũng như là đừng cố gắng để sẽ khiến cho tình hình càng thêm tệ hại. Cuối tuần rồi, hãy tạm gác công việc, từ chối các cuộc hẹn hò để ở nhà mà dưỡng sức. Người tuổi Sửu nên tiêu tiền một cách hợp lý trong ngày hôm nay, tránh mua sắm quá đà hay là dùng các khoản lớn để đầu tư vì có kiếp tài nên dễ bị mất tiền. Thiệt hại tài chính, căng cân từ cuối tháng, tình hình tài lộc càng không khả quan nên cẩn trọng từng ly từng tí một, tránh trường hợp phải đi may mượn, dây dưa sang tháng sau. Đối với tình cảm, chuyện cũ không rủ cũng tới, người xưa làm bạn có nhiều suy nghĩ gợn sóng nhưng chung quy lại vẫn biết rằng tiết chế để làm chủ chính mình. Những điều đã qua thì hãy để cho nó qua đi, chỉ là kỷ niệm thôi. Việc cần lúc này là cùng nhau hướng về phía trước với tinh thần hứng khởi, cởi mở đón chào những hạnh phúc mới. Dẫu không có, sao đào hoa chiếu mệnh, nhưng chỉ cần tích cực lạc quan thì nhân duyên rồi sẽ tới. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Dậu. Tử vi tuổi Dần. Xem bói tử vi cho người tuổi Dần có thể thấy rõ ràng, trong ngày Dần Thân tương xung, bạn gặp nhiều chướng ngại về công việc. Thường xuyên có việc ngoài ý muốn ập tới khiến cho kế hoạch dự định không thể tiến hành đúng như kế hoạch. Dù là cuối tuần nhưng con giáp này rất bận rộn, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để khắc phục sự cố. Tài tình hỗ trợ đôi chút về mặt tài chính nên dù công việc không như ý nhưng tài lộc không đáng ngại. Vẫn có thu nhập ổn định để đảm bảo cuộc sống. Thời gian này cũng không có quá nhiều việc cần phải chi tiêu lớn nên bạn cũng thong dong, thoải mái, thỉnh thoảng còn nhận được sự giúp đỡ của người thân, không lo túng thiếu. Thời gian nghỉ ngơi còn không có, huống chi là nghĩ tới tình cảm riêng. Con giáp này lơ là và thực sự không muốn có tâm trí nào lo lắng cho tình yêu, nên dù thực thần có ghé tới, tha thiết muốn làm mối cho thì tuổi Dần cũng từ chối. Chưa sẵn sàng về tâm lý thì không thể nào nhận lời bừa bãi được, kẻo làm tổn thương từ đối phương. Bạn khá sáng suốt và có trách nhiệm đấy nhé! Con số may mắn 7, 8, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, đen, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dậu. Tử vi tuổi Mão. Tử vi thứ 7 của người tuổi Mão gặp kiêu thần tọa mệnh nên năng lực rất tốt, phát huy toàn diện trong công việc, giải quyết hết vấn đề nhanh chóng dứt khoát, không một kẽ hở. Nhưng vì quá mạnh mẽ nên bạn thường lơ là ý kiến của mọi người, cho rằng mọi người không bằng mình, làm ảnh hưởng tới không khí làm việc của cả tập thể. Con giáp này mất kết nối với đồng nghiệp, có mâu thuẫn ngầm với cấp trên nên có thể thể hiện hiện tại thành tích rất tốt,
nhưng lại không ổn định, không có tích cực để phát triển. Vì thế, kiến nghị bạn nên kiềm chế cái tôi của mình xuống một chút, cải thiện khả năng xã giao với mọi người để có thể tạo sức mạnh tổng hợp hướng tới những mục tiêu dài hạn hơn trong tương lai. Sức khỏe hơi yếu do bạn thức khuya, dậy sớm, làm việc mệt nhọc nên trong người không được tốt. Nên có những buổi nghỉ trưa, giữa giờ thay vì làm việc liên tục để cơ thể được thả lỏng, tránh vì áp lực quá lớn mà đau dạ dày, kiệt sức hay hoa mắt chóng mặt. Cuối ngày, dành từ 1 tới 2 tiếng để chăm sóc cơ thể, thoải mái tinh thần bằng các dịch vụ tốt, bạn xứng đáng được đãi ngộ cơ mà. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Hợi. Tử vi tuổi Thìn. Tử vi hôm nay của người tuổi Thìn có tam hợp cục, nên quan hệ xã giao phát triển theo chiều hướng tích cực. Không hẳn là quá rộng rãi, gặp ai cũng quen, nhưng chất lượng. Các mối quen biết đều có qua lại và giúp đỡ bạn trong công việc cũng như cuộc sống. Đó là những người thực sự có ý nghĩa với cuộc đời của con giáp này, chứ không hề vô thưởng vô phạt. Công việc hanh thông, quan tinh có sức làm việc khá cao và nhanh nhẹn, biết khắc phục những thiếu sót của bản thân. Bạn chỉ hơi gặp rắc rối một chút về thủ tục hành chính giấy tờ nên cần phải mất công đi lại nhiều, cũng không tốn quá ít thời gian. Vì thế, nếu có việc cần kíp thì hãy tranh thủ làm thật sớm, đừng có nước tới chân mới nhảy. Ngũ hành bản mệnh tiêu hao, sức khỏe kém đi, do thời tiết bản thân sức đề kháng cũng không được tốt. Ngoài việc nghỉ ngơi nhiều hơn thì bạn cần phải bồi dưỡng, chăm sóc thân thể, chú tâm tới chế độ dinh dưỡng và phương pháp rèn luyện để nâng cao thể chất. Đặc biệt, đừng lơ là việc khám sức khỏe định kỳ để theo dõi sức khỏe của chính mình nhé. Con số may mắn 0, 1, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Ngọ. Tử vi tuổi Tỵ. Theo tử vi phương đông của 12 con giáp, thần Tỵ nhị hợp nên con giáp này phong lưu đa tình. Gặp ai cũng vui vẻ hài hòa, dễ tạo được cảm tình tốt. Đường tình yêu hanh thông suôn sẻ, hễ là rung động với ai thì nhanh chóng tiến tới đi. Mối duyên này ông trời sẽ cho nên nhất định có thể như ý tương hợp, biết đâu lại cùng nhau đi tới hôn nhân. Hôm nay là ngày mà người tuổi Tỵ cần chú tâm hơn tới việc sử dụng tiền, vì tiểu hao chắc chắn sẽ xén bớt của bạn một khoản. Có đô ra khỏng hóc hoặc là bị lừa gạt thiệt hại, kế hoạch chi dùng của con giáp này xem ra lại bị bớt đi rồi. Những khoản chưa thực sự cần thiết thì cũng không nên tiêu ngay để dành một khoản phòng khi có việc đột xuất. Một điểm đáng ngại là tội chỉ khiến bạn vướng mắc với pháp luật, có thể giữ việc chỉ nhẹ nhàng như vi phạm luật giao thông hay là có chút ít rắc rối về giấy tờ. Nhưng vẫn nên thận trọng vì biết đâu lại phiền phức lớn. Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc và không vi phạm tham lợi nhuận trước mắt mà rồi làm điều khuất tất sai trái đấy nhé. Bạn không lường hết được hậu quả đâu. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, hồng, đỏ, quý nhân phù trợ, người tuổi Sửu, Mão. Tử vi tuổi Ngọ. Tử vi ngày 23 tháng 12 năm 2017 của người tuổi Ngọ, nhờ có thiên đức ổn định gia trạch, xóa bỏ những mâu thuẫn trước đây, nối lại tình cảm thân thiết gắn bó. Không khí gia đình thuận hòa, sinh hòa khí, đồng tâm hiệp lực cùng nhau tạo dựng công danh sự nghiệp và hạnh phúc viên mãn. Bạn cảm thấy cực kỳ phấn chấn, tinh thần thoải mái. Gia vận tốt lành giúp cho người tuổi Ngọ hôm nay cảm thấy sáng suốt và hứng khởi trong công việc. Bạn có thời gian tập trung hoàn thành những kế hoạch mà mình đã định ra, chưa kịp làm. Hiệu suất cao hơn hẳn so với thời gian trước, còn được người thân, bạn bè giúp sức nên ý tưởng dồi dào, dám dấn thân vào những lĩnh vực mới mẻ. Sức khỏe của con giáp này không quá đáng ngại, bạn vẫn giữ vững được thể lực và cố gắng chăm lo cho mình nhiều nhất có thể. Những giấc ngủ trưa, bạn lại không tốt lắm, thường ngủ không sâu và không thẳng vào giấc. Có thể thời gian này, tinh thần mới chưa được ổn định, lại bận rộn công việc nên vẫn chưa thể bình ổn được. Nên sử dụng tinh dầu có mùi để dễ chịu, hỗ trợ cho giấc ngủ chất lượng hơn. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, tím, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Tuất. Tử vi tuổi Mùi. Xem tử vi cho người tuổi Mùi trong cuối tuần có ngũ hành tương sinh nên nhận được sự giúp đỡ của bạn bè. Có điều gì khó khăn cũng có thể ngỏ lời, không bao giờ bị bỏ rơi hay từ chối. Có được điều này không chỉ do vận trình may mắn mà còn dựa vào tấm lòng từ thiện, sự tốt bụng, đối xử chân thành và tử tế của bạn với mọi người.
thiên ấn đi cùng với quý nhân dõi theo nên con đường phát triển quan hệ xã giao, công việc thuận buồm xuôi gió. Được cấp trên nâng đỡ, mở ra những cơ hội cực kỳ tốt để phát huy hết khả năng của mình. Hãy tận dụng thật tốt, đó là dịp tốt để bản mệnh có thể thăng tiến lên vị trí cao hơn, được cân nhắc đảm nhiệm trọng trách lớn trong thời gian sắp tới. Người tuổi Mùi nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để chăm lo cho sức khỏe một cách tốt nhất. Ngoài ra, hãy có lối sống lành mạnh và tự chủ, tránh những thói quen xấu khiến cho cơ thể lão hóa, bệnh tật. Trong ngày ngũ hành bản mệnh tiêu hao, thổ khí hao hụt, hãy cẩn thận tới tình trạng cảm lạnh, dễ nhiễm hàn khí hoặc là tích nước gây phù nề. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, vàng, cà phê, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mão. Tử vi tuổi Thân. Tiếp nối tử vi ngày 22 tháng 12 năm 2017, hôm nay người tuổi Thân dễ kiếm tiền nhờ kim vượng. Hãy tranh thủ để tăng thu nhập, tích lũy cho mình một khoản để cuối năm tiêu pha. Tất nhiên, đây không phải là tiền từ trên trời rơi xuống, bạn phải tự mình cố gắng, làm việc chăm chỉ bận rộn, hy sinh cả thời gian vui chơi nữa. Cái gì cũng có giá của nó cơ mà. Những người trẻ tuổi thì càng nên thận trọng hơn vì ngày có kiêu ấn, tuy năng lực xuất sắc nhưng làm việc đâu ra đó, nhưng không thể không có điểm tốt là kiêu ngạo. Tính cách xúc động dễ tạo ra những hiểu lầm không đáng có. Hãy chú ý hơn khi giao tiếp với mọi người, tránh có thái độ không chuẩn mực, tạo ra ấn tượng xấu sẽ gây ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình. Tuổi Thân đối với chuyện tình cảm không phải là mỹ mãn hoàn hảo, nhưng vẫn tìm thấy niềm vui cho mình ngay cả khi gặp trở ngại khó khăn. Sao Hồng Loan báo hiệu những mối duyên nở rộ, bạn có thể lựa chọn đối tượng phù hợp và khiến cho lòng rung động. Hai người chậm rãi hòa hợp, tìm hiểu chứ không phải là vừa gặp đã yêu. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xám, ánh kim, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Thìn. Tử vi tuổi Dậu. Người tuổi Dậu có một ngày thứ bảy làm tốt mọi việc, nhất là công danh sự nghiệp khi mà có ấn tinh làm chủ. Đường danh vọng phát đạt, bạn có thể tự tin cạnh tranh chức vị cao hơn hoặc là mạnh dạn chuyển đổi sang công việc tốt hơn. Không cần phải ngần ngại, đây sẽ là bước đệm cực kỳ tốt để sang năm con giáp này có được bước chuyển mình vô cùng đáng kể. Tài lộc theo đó mà tiến bước không ngừng, thổ sinh kim vượng, thúc đẩy tài chính tốt hơn thời gian trước, song bạn sẽ phải cẩn trọng hơn trong các quyết định của mình bởi tiền không hề dễ kiếm. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến bạn mất đi cơ hội cực kỳ tốt, nên cũng hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi tiến hành bất cứ việc gì. Tuổi Dậu nên chọn nơi yên tĩnh nghỉ ngơi, tìm lại cảm giác và cân bằng cho cuộc sống. Cuối ngày, hãy tới quán cà phê, nghe nhạc, tới tiệm sách, chọn cho mình một cuốn sách ưng ý và dành thời gian để thưởng thức, nghiền ngẫm. Đây sẽ là thời gian bạn thực sự trải lòng và buông bỏ hết những điều không vui và nạp năng lượng cho một ngày mới cho bản thân. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, ánh kim, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dần, Sửu. Tử vi tuổi Tuất. Tử vi thứ 7 của 12 con giáp, người tuổi Tuất gặp tỷ kiên nên phát huy được năng lực nhìn nhận vấn đề nhanh và chuẩn xác. Thời điểm này rất có nhiều việc dồn dập nhưng bạn không hề nao núng mà xử lý rất tốt. Tuy rằng bên ngoài cản trở nhưng tự bản thân vững vàng thì không có gì là không vượt qua được, bạn đặc biệt tự tin. Người tuổi Tuất lại có thiên hỷ, tốt cho việc cưới hỏi, báo hiệu hỷ sự đến nhà nên bạn cũng được hưởng không khí vui tươi phấn khởi. Vận trình tự nhiên khởi sắc thêm mấy phần. Bản mệnh cũng có thể nhân dịp này xúc tiến chuyện cá nhân, tăng tiến tình cảm sắp tới của người nhận tin vui chính là mình đấy. Tài lộc và sức khỏe đều ổn định, bạn không cần phải quá lo lắng về các phương diện này. Nhưng có chút nhắc nhở là không nên vui chơi quá đà vào cuối tuần, nhất là những buổi tụ tập đàn đúng vừa tốn tiền lại hại đến thân thể. Hãy gặp gỡ, trò chuyện vui vẻ, tham gia các hoạt động lành mạnh mà về sớm. Hạn chế bản thân trong một khuôn khổ nhất định. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Dần. Tử vi tuổi Hợi. Tử vi thứ 7 của người tuổi Hợi có minh đường quý nhân giá lâm nên sáng sủa và thoải mái. Đảm bảo chuyện tốt liên tiếp kéo tới khiến bạn không khỏi bất ngờ. Đặc biệt có tin từ người phương xa, bạn cũ hoặc là họ hàng lâu ngày không gặp nên bạn càng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Trong lòng ấm áp vô cùng, càng ngày phấn khởi gặp ai cũng niềm nở. Chính tài mang tới thu nhập ổn định,
tuy không dư giả để sống gia dị, nhưng đủ để giải quyết các vấn đề cơ bản mà không tới nỗi thiếu hụt. Con giáp này có thể nghĩ tới việc dành một khoản tiền để đầu tư thêm, kết hợp với người khác để làm kinh doanh kiếm tiền. Trong thời gian tới, tài lộc của bạn có bước chuyển mình đáng kể. Kim sinh thủy vượng, hạn chế lui tới những nơi có nhiều nước, nhiều gió để tránh nhiễm lạnh bị đổ bể. Ngoài ra, hãy bổ sung các loại thực phẩm có tính ấm. Mỗi sáng hãy uống một cốc nước ấm pha với mật ong, ngâm chân bằng nước gừng mỗi tối sẽ rất có lợi cho thân thể. Tăng cường vận động, tập thể dục thể thao sẽ giúp cho bạn nâng cao thể chất và sảng khoái tinh thần. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ người tuổi Mão, Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.